các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018. Tôi đang có mặt ở thung lũng mây Tà Xùa, nhưng hôm nay thì không có mây và sau khoảng 30 phút đun nước thì cuối cùng tôi cũng sắp sửa có một ly cà phê nóng để uống giữa buổi sáng ở trên Tà Xùa bằng những thiết bị thô sơ như thế này thôi. Nước của tôi đun sắp, có lẽ là sắp sôi rồi. Rất là khó sôi các bạn ạ. Ở đây gió rất là lớn và tôi đun nước này thì là không có nắp nên là rất là khó sôi. Và chắc chắn là tí nữa tôi sẽ có một cốc cà phê để uống rồi.
bảo không đi được. Chị mua gì đây? Đây. Đi bán này chị. Không phải đâu. Thế nước hay là gì? Xăng. Xăng. Chị đi bộ à? Đi bộ thôi. Ui. Còn bao nhiêu cây nữa chị? Còn 2 cây nữa. Ở đâu? Dưới nhà bên kia. Dưới cái thác kia. Vâng. Ui. Em vừa đi tắm thác về đây mệt lắm. Trời nay nắng quá.